Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng 24 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tiến hành xác minh điều tra bắt giữ hung thủ liên quan đến vụ giết người tại cánh đồng cầu. Theo tài liệu điều tra, trưa ngày 23 tháng 7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Thúy H, tên viết tắt sinh năm 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Nhận được thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành xác minh điều tra và tổ chức truy bắt hung thủ. 5 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, là người ra tay sát hại chị Bùi Thị Thúy H. Kết quả điều tra ban đầu cho hay Đức và chị H làm cùng công ty, Đức là nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về đơn vị, sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H ra khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện. Khi đạt được mục đích tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân. Hậu quả chị H tử vong tại chỗ, Đức lấy đi các tài sản nạn nhân mang theo và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7, Công an xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân địa phương về việc người này phát hiện một thi thể nam giới tại đường đi ra Nghĩa Trang thôn Bầu ở xã Kim Trung. Thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều dấu vết hở do vật sắc gây ra. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường đi ra Nghĩa Trang thôn Bầu. Quần áo dính máu, áo khoác màu vàng xanh của hãng xe công nghệ Bi có các vết thủng vải, mũ bảo hiểm, khẩu trang nạn nhân vẫn đeo. Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội tiến hành bảo vệ hiện trường, pháp y tử thi phục vụ công tác điều tra theo quy định. Từ kết quả pháp y tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân bước đầu do mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách thận, động mạch chủ bụng. Nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng tối đêm ngày 16 tháng 7. Từ công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, vụ việc xảy ra tại khu đất thuộc khu vực đường đi ra Nghĩa Trang thôn Bầu. Tại đây, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và một đôi dép lê màu đen có ghi chữ Lacoste. Tuy nhiên, cơ quan công an không phát hiện giấy tờ tùy thân, tài sản như ví tiền hay điện thoại và xe mô tô của nạn nhân tại hiện trường. Vào cuộc điều tra, danh tính của nạn nhân được xác định là anh Đặng Đông Dương, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Me, Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình, hiện tạm trú tại ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân làm nghề lái xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Bi. Tiến hành trích xuất camera kết hợp cùng khai thác lịch trình chạy xe trên app ứng dụng của nạn nhân, cơ quan công an xác định khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, anh Dương điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner biển kiểm soát 35N1-45279, mang theo một điện thoại di động hiệu iPhone 11 Pro Max, một túi vải màu xám bên trong có giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, rời khỏi phòng trọ để đi làm. Đến 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7, người dân phát hiện anh Dương tử vong tại thôn Bầu, sau đó trình báo cơ quan chức năng. Dựa trên những vật chứng dấu vết để lại trên tử thi nạn nhân tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn. Sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã cướp tài sản, thể hiện tính chất manh động, dã man, tàn bạo, gây hoang mang trong dư luận. Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án. 15 giờ 50 phút ngày 18 tháng 7, sau quá trình sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý, đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và bắt giữ đối tượng Lê Văn Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.
Tại cơ quan công an, Lê Văn Công khai nhận là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Nghĩ là làm, 20 giờ ngày 16 tháng 7, Công chuẩn bị một con dao, loại dao gọt hoa quả, để vào trong túi đeo chéo mang theo người, rồi bắt xe buýt đến bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Công gặp anh Dương đang điều khiển xe máy một mình, nên đối tượng gọi xe và thuê anh Dương trở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng. Quá trình di chuyển, Công điều khiển lái xe chạy lòng vòng. Khi đến khu vực đường kênh giữa đối diện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thuộc thôn Bầu, thì Công yêu cầu anh Dương rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân. Đến khu vực cách đường kênh giữa khoảng 100m, thời điểm này Công không thấy có người qua lại nên đã yêu cầu anh Dương dừng xe rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Khi thấy anh Dương nằm gục ngã xuống đất, Công kéo nạn nhân vào bờ cỏ, rồi lấy đi một điện thoại, một túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng, và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn, đồng thời phi tang điện thoại của nạn nhân xuống mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh. Sau đó Công thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đến ngày 17 tháng 7, Công về nhà giấu con dao gây án và bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều ngày 18 tháng 7 trong sự ngỡ ngàng. Như vậy, chỉ sau hơn 30 giờ phát hiện vụ việc, Công an huyện Đông Anh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã điều tra khám phá bắt giữ đối tượng gây án. Ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định khen thưởng Công an huyện Đông Anh và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc, nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ đối tượng gây án. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, gửi thư khen các đơn vị tham gia điều tra khám phá vụ án. Năm 2019, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khi nam sinh viên chạy xe Grab bị sát hại cướp tài sản, đã khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ bởi kế hoạch tàn độc của những kẻ sát nhân. Đinh Văn Giáp, sinh năm 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, bỏ học ngay từ lớp 6. Lệch lạc từ nhỏ, Giáp theo đám bạn xấu và nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tội phạm khi mới 18 tuổi. Mãn hạn tù, tên này quay về địa phương vẫn không hoàn cải mà ngày đêm tụ tập bạn bè rồi kết nối với một thành phần bất hảo khác là Đinh Văn Trường, sinh năm 2000, trú cùng huyện Văn Chấn. Trước khi thành kẻ sát nhân, Trường và Giáp lên kế hoạch xuống Hà Nội chơi. Sau khi nướng hết tiền vào game, Giáp và Trường lên kế hoạch tàn độc sát hại nam sinh cướp tài sản. Địa điểm là khu đất trống tại phường Thụy Phương, là nơi chúng chọn làm chỗ ra tay với con mồi. Ngày 26 tháng 9, cả hai bàn bạc thống nhất, tối cùng ngày sẽ đến khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ, rồi dùng dao bấm của Giáp chuẩn bị sẵn trong túi xách tấn công để cướp tài sản. Tối hôm đó, Giáp và Trường có mặt tại khu vực bến xe Mỹ Đình và lựa chọn anh Nguyễn Cao Sang, quê Thanh Hóa, sinh viên làm thêm bằng nghề chạy xe Grab thuê, chở về khu đất trống vắng vẻ tại phường Thụy Phương để ra tay cướp tài sản. Hai bên thỏa thuận giá cả 60.000 đồng, nhưng đúng lúc này anh Sang nhận một đơn giao hàng về đường Nguyễn Chí Thanh nên đã không chờ Giáp và Trường. Sau khi giao hàng xong, anh Sang quay lại khu vực bến xe Mỹ Đình, vẫn thấy Giáp và Trường ở đó nên đã đồng ý chở cả hai về khu vực trên. Anh Sang chở Giáp và Trường đi đến khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, thì Trường bắt đầu chỉ đường cho nam sinh đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương. Khi đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thì hết đường, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công. Trường nói đi sai đường và bảo nạn nhân quay xe vòng lại. Khi mới đi được một đoạn ngắn, xe của anh Sang bị chết máy dừng lại. Khi anh Sang dừng lại kiểm tra xe thì lợi dụng lúc sơ hở, Giáp lấy con dao bấm trong túi xách đưa cho Trường, nhưng Trường bảo Giáp thực hiện đi. Trong lúc anh Sang lúi húi kiểm tra xe, Giáp cầm dao sát hại nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, Giáp và Trường vứt mũ bảo hiểm và dao ở ven đường, rồi bỏ trốn về nhà Trường ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trưa ngày 27 tháng 9, Giáp và Trường tháo biển kiểm soát chiếc xe máy cướp được, vứt ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, và dùng xe cho đến khi bị bắt. Anh Sang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Công nghệ ô tô tại Hà Nội. Trong ký ức người thân và bạn bè, nam sinh viên là chàng trai dễ mến, đầy nghị lực. Kinh tế gia đình khó khăn, những lúc rảnh ngoài giờ học,
chàng sinh viên đều đi làm thêm phụ giúp trang trải cho bản thân và giúp đỡ thêm kinh tế cho gia đình. Nam sinh mới từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội học, từ đầu tháng 9, chiếc xe được gia đình tích góp và vay mượn thêm mua cho cậu đi học, được Sang lấy làm cần câu cơm, chạy thêm xe ôm phụ giúp gia đình trang trải học hành. Mất đi người con hiếu thảo chịu khó, bà Thu ngồi chết lặng bên ngoài chờ khám nghiệm pháp y con. Người mẹ đau khổ liên tục gọi tên con trong vô vọng. Sang ơi, về với mẹ đi con. Mỗi lần khóc nghẹn, bà Thu lại trào dâng nước mắt khi nghĩ về việc con chạy thêm xe ôm, gửi tiền về cho mẹ trả nợ. Theo những người thân của Sang, những lúc nghĩ về con, bà Thu lại nhắc về số tiền 5 triệu Sang mới gửi về cho bà chưa được ít lâu thì xảy ra câu chuyện đau lòng này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.